ở trận đấu giữa Quốc Cường và Gia Sàng. Trong trận đấu này thì Gia Sàng phía gần màn hình các bạn và các cầu thủ của Quốc Cường phía xa màn hình các bạn trong trang phục áo đỏ. Và điểm số bây giờ là 1-0 nghiêng về Gia Sàng. Đá bóng tốt của các cầu thủ đó, Quốc Cường. Tỷ số cân bằng 1-1. Bóng ngoài sân rồi. Đồ đợt. Điểm cho Phú Cường 2-1. Báo cáo các bạn đây là giải đấu của bóng ngoài sân. Như vậy điểm số đến phút này là 2-2. Số 2 của tuyển trẻ của Gia Sàng phát bóng. Bóng rất tốt của các cầu thủ Phú Cường. Bây giờ chúng tôi xin mời các đội ở bảng 3-2 cho Phú Cường phát bóng ngoài sân. Rất tiếc sau đó thì các cầu thủ của Phú Cường đã phát bóng ngoài sân. Điểm số cân bằng 3-3. Hoàng An, Thiên Thế, Làng Lành. Đang nghỉ các đội viên sân bóng. Mời đội trưởng của Hoàng An, Thiên Thế và Làng Lành vào tập đây. Lạ là một pha phát bóng hỏng nữa. Đây là trận đấu đầu tiên của giải đấu hội Làng Việt Ngọc thuộc huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang. Tỷ số bây giờ là 4-3 nghiêng về các cầu thủ Phú Cường. Bây giờ tôi hỏi đội chúng tôi xin thông báo này ạ. Ở trên sân số 1, sân số 2 và sân số 3 đối với nội dung nữ, chúng tôi sẽ tính thời gian kể từ bây giờ và đúng 14 phút nữa. Bóng tốt, thì phải là bóng đá chạm tay số 2 ra ngoài sân. Điểm cho các cầu thủ Việt Cường 50-53. Đúng 14 phút nữa chúng tôi sẽ gọi bất kỳ một đội nào vào sân thi đấu, bất kỳ đội nào mà không có mặt chúng tôi sẽ xử thua luôn. Và trên sân số 1 chúng tôi xin thông báo các trận sau. Các đội sau chúng tôi sẽ dự kiến vào sân thi đấu trận 1. Trung tâm giáo dục Công Khang, Hoàng Phú, Đức Hòa, Hoàng An, Yên Thế. Nếu như đúng 14 phút nữa, một trong 6 đội này mà chúng tôi gặp vào thi đấu, xin lỗi, 2 trong 6 đội này chúng tôi gặp thi đấu và chưa có đủ mặt. Tỷ số bây giờ là 5-3 nghiêng về Việt Cường. Trọng tài đã thổi còi. Trọng tài bắt lỗi kỹ thuật các cầu thủ Việt Cường. Điểm cho Gia Sàng 4-5. Đây là Gia Sàng nhỉ? Không tên mà. Xin lỗi bạn, đây là tuyển Thái Nguyên. Bên này các cầu thủ áo xanh là tuyển Thái Nguyên nhé. Chấn bóng thành công. Tỷ số cân bằng 5-5. Bởi vì con người thì một thì theo, bởi vì ở giải đấu này là các cầu thủ được các đội được nhờ chọn người tự do, đâm ra là đấy. Có lẽ các cầu thủ ở đâu nhưng mà cái tên đội khác thì các bạn thông cảm để mình tìm hiểu dần để bình luận cho các bạn chính xác được. Như vậy là ở phía gần này các bạn này là các cầu thủ áo xanh mang tên đăng ký tham dự giải đấu là đội tuyển Thái Nguyên, còn đội tuyển Nguyên kia đội Nam Mi Việt Cường. Bóng không qua lưới. Điểm cho các cầu thủ Thái Nguyên 7-5. Bóng ngoài sân rồi. Điểm cho các cầu thủ Việt Cường 6-7. Điểm cho Thái Nguyên 8-6.
tên chuyển sang người phá bóng. Chân bóng tốt. Điểm 9-6 cho Thái Nguyên. Với các cầu thủ trẻ Thái Nguyên vào đội thi đấu rất ấn tượng ở những phút đầu tiên của trận đấu. Bò nhỏ thành công và bò nhỏ rất tuyệt vời của các cầu thủ Việt Cường. 7-9. Quả bóng tốt, điểm cho các cầu thủ Thái Nguyên. 17. Số 4 của Thái Nguyên phá bóng. Vừa rồi là phá bóng không qua lưới. Điểm 11-7. Điểm 11-7. Rất tốt. Vẫn còn. Bóng không qua lưới rồi. Bây giờ là phá bóng không qua lưới của các cầu thủ Thái Nguyên. Điểm cho các cầu thủ Việt Cường. 8-11. Đội bóng tốt, 9-11 cho Việt Cường. Tên đầy đủ của đội tuyển Việt Cường là Đam Mê Việt Cường. Là đội chủ nhà của trận đấu này. Trọng tài tạm dừng trận đấu cho vì trong sân có hai quả bóng. Tỷ số bây giờ là 11-9 nhưng mà 10-11. Phát bóng điểm ngay của các cầu thủ Việt Cường. Trọng tài đã thử còi. Trọng tài bắt lỗi kỹ thuật của bây giờ là trọng tài bắt lỗi kỹ thuật của các cầu thủ Thái Nguyên. Như vậy là tỷ số cân bằng 11-11. Vừa rồi là chúng ta xác định điểm cho các cầu thủ Việt Cường. 12-11. Giờ là xác định bóng trong sân. Bóng ngoài đấy. Bóng ngoài đấy. Điểm cho Việt Cường cho phá bóng rồi. 13-11. Không được. Điểm cho Thái Nguyên 12-13. Nó không có lưới. Như vậy tỷ số được cân bằng 13-13. Số 6 của Thái Nguyên phát bóng. Rất tiếc ngày sau đó đây có vào phát bóng không qua lưới. Rất khó. 14-13 cho Việt Cường. Như vậy trọng tài sẽ đi bóng trong sân trong pha bóng vừa rồi. 15-13. Bên tuyển Thái Nguyên xin lỗi ý. Trận đấu tiếp tục. Bên tuyển nữa. Việt Cường phát bóng. Rất tiếc một pha phát bóng không qua lưới của các cầu thủ Việt Cường. Điểm cho các cầu thủ ra sân Thái Nguyên. 14-15.
Đội bóng tốt. 16-14 cho Việt Cường. Chúng ta sẽ đi bóng ngoài sân. 17-14 cho các cầu thủ Việt Cường. Chúng ta xác định điểm bóng cho các cầu thủ Thái Nguyên trong pha bóng vừa rồi. Bóng đang ngoài sân. Điểm 15-17. Quá ngoài đấy. Chạm tay chắn ra ngoài sân là điểm cho bên này mới đúng. Không, quả kia là chạm tay chắn ra ngoài sân là điểm cho bên này mới đúng. Nhưng mà thôi kệ họ văn nào. Như vậy điểm số bây giờ là 18-14. Nghiêng về Việt Cường. Vẫn còn. Không được rồi, bỏ nhỏ rất sáng tạo của chủ công số 7 bên tuyển Việt Cường. 19-14. Và bỏ nhỏ rất cốc xa, rất sáng tạo. Vẫn còn. Phòng rất dài, rất là dài điểm đây. Rất tuyệt vời. Bỏ nhỏ thành công, cuối cùng thì số 3 của Việt Cường đã có pha bỏ nhỏ rất đẹp mắt. Điểm cho Việt Cường 20-14. Bóng đã lọt lòng. Điểm cho các cầu thủ Thái Nguyên 15-20. Số cầu thủ trẻ số 4 của Thái Nguyên phát bóng. Bóng trong sân 16-20. Rất tuyệt vời, được cái bóng rất tốt của số 3 bên tuyển Thái Nguyên. Bỏ nhỏ thành công và bỏ nhỏ sáng tạo. Như vậy kết thúc set đấu thứ nhất thì các cầu thủ của Việt Cường giành chiến thắng trước các cầu thủ của Thái Nguyên với điểm số là 21-16. Hai đội được sân để thi đấu set đấu thứ hai. Set đấu thứ hai giữa Việt Cường và đội tuyển Thái Nguyên. Sang set đấu thứ hai này thì các cầu thủ Việt Cường phía gần mình các bạn và các cầu thủ của Thái Nguyên phía xa màn ảnh các bạn. Bóng không có lưới rồi. Điểm cho 2-0 cho Phú Cường. Báo cáo với các bạn là mình ở set đấu thứ nhất thì mình đã nhầm. Ở phía gần này các bạn chính xác là đội đăng ký tham dự giải đấu hội này là đội Phú Cường, đặc biệt Phú Cường. Đội bên xa mà này các bạn là đội Thái Nguyên. Ba không cho Phú Cường. Phát bóng có điểm ngay, phát bóng điểm ngay của các cầu thủ sát lưới Phú Cường.
50 40 mọi người thấy rất sáng tạo số 3, điểm số nâng lên 5-0 cho các cầu thủ Phú Cường. Như vậy là điểm số đầu tiên cho các cầu thủ Thái Nguyên 1-5. Lỗi kỹ thuật của các cầu thủ Thái Nguyên, 6-1 cho các cầu thủ Phú Cường. Rồi mạnh lắm. Qua đây đánh với đội yếu rồi đánh rồi mạnh mạnh lắm. Một nhỏ thành công. 7-1. Toàn nhảy trước.